Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường đã đạt tới mức báo động trên toàn thế giới. Một trong những nguyên nhân lớn ảnh hưởng nghiêm trọng chính là rác thải nhựa. Ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu hình ảnh các sản phẩm được đựng trong túi ni lông, trong ly nhựa, chai nhựa. Mặc dù đem lại sự tiện lợi cùng với giá thành rẻ, nhưng việc sử dụng các sản phẩm này ngày càng nhiều lại đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe của con người. Như chúng ta đã biết, nhựa là vật liệu rất khó phân hủy. Mỗi túi ni lông, chai nhựa vứt ra môi trường có thể tồn tại đến hàng trăm triệu năm. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như chất lượng cuộc sống của chúng ta. Khắc phục nhược điểm đó, các sản phẩm giấy ra đời như một vị cứu tinh cho môi trường. Do đó, các đơn vị, doanh nghiệp trong nước đang dần loại bỏ sản phẩm nhựa và chuyển sang sử dụng vật liệu giấy. Không thể phủ nhận được những lợi ích mà các sản phẩm đồ dùng bằng giấy mang lại, như đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng, không gây hại cho môi trường và giảm thiểu tối đa chi phí xử lý chất thải cho các doanh nghiệp. Nắm bắt xu hướng tiêu dùng của khách hàng trên thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn Bao bì Phúc Thịnh là một trong những đơn vị đi đầu trong việc sản xuất và cung cấp các sản phẩm giấy dùng một lần trong ngành thực phẩm, thức uống như ly giấy, tô giấy, khay giấy, hộp giấy, hộp bánh bao, hộp cơm, túi giấy, giấy gói, chú trọng phát triển kinh doanh đi đôi với chính sách thân thiện với môi trường và trách nhiệm xã hội là một trong những phương châm mà công ty trách nhiệm hữu hạn Bao bì Phúc Thịnh luôn luôn hướng tới. Song song với đó, độ an toàn và tính tiện dụng cũng là một trong những ưu điểm thu hút nhiều người tiêu dùng đối với các sản phẩm giấy tại đây. Công ty giấy Phúc Thịnh á, chất lượng khá là tốt và họ nhập nguyên liệu từ nước ngoài. Cho nên là tôi cũng đã thực sự tôi quyết định chọn công ty giấy Phúc Thịnh để cung cấp những cái sản phẩm cho cơ sở của mình. Thứ hai nữa là bây giờ tôi thấy là tất cả khá là nhiều người ý thức được cái việc mà bảo vệ môi trường. Thì cho nên là tôi chọn cái những cái sản phẩm giấy, gỗ và phân hủy tốt, nhanh để sử dụng tại cơ sở của mình. Với đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, ham học hỏi, có chung niềm đam mê và liên tục tìm tòi nghiên cứu, nguồn nguyên liệu ngoại nhập, sản phẩm giấy, đồ dùng giấy, bao bì của công ty sản xuất trên dây chuyền thiết bị tự động, đảm bảo tính thẩm mỹ, độ chính xác cao, chất lượng và an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015. Sau gần 20 năm phát triển và hội nhập cùng thế giới, các đối tác của công ty trải dài khắp mọi miền đất nước với các thương hiệu có tên tuổi như Lotte, Phúc Lộc Thọ, Vinpearl, Milano, Alo Giao Cơm, Mr. Stick. Với mục tiêu chúng tôi là sản xuất ra những cái sản phẩm để thân thiện với môi trường. Chúng tôi tập trung vào các sản phẩm như là ni giấy, hộp giấy, túi giấy và hộp cơm giấy để dành cho các nhà hàng quán ăn và các trung tâm thương mại. Sắp tới định hướng của chúng tôi sẽ là tập trung đầu tư thêm máy móc và nhập nguồn nguyên liệu từ nước ngoài để đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất để phục vụ cho khách hàng và đảm bảo về thân thiện với môi trường. Nhiều năm qua, với những đóng góp lớn trong việc bảo vệ môi trường, hướng đến bảo vệ sức khỏe con người, công ty luôn muốn mang tới người tiêu dùng các sản phẩm giấy an toàn thay thế cho các sản phẩm nhựa. Từ đó càng đẩy mạnh và lan rộng phong trào sử dụng sản phẩm giấy thân thiện với môi trường. Hiện nay, các sản phẩm giấy, đồ dùng bằng giấy không chỉ là người bạn thân thiết đối với sức khỏe con người, mà còn là người bạn của môi trường. Nếu quý vị vẫn còn đang băn khoăn về lựa chọn sử dụng đồ dùng bằng giấy mang thương hiệu nào cho gia đình mình, thì các sản phẩm giấy của công ty trách nhiệm hữu hạn Bao bì Phúc Thịnh sẽ là một gợi ý phù hợp.